Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là mình có video về làm sửa chữa xe máy nhé. Đây, xe của khách đang về quán mình sửa và là xe đang đi thì tự dưng là chết máy không nổ được nhé các bạn ơi. Giờ là mình tiến hành mình kiểm tra phần điện nhé các bạn nhé. Phần buji có lên điện không các bạn ơi. Giờ mình tháo ra mình tiến hành mình kiểm tra nhé các bạn nhé. Giờ mình tiến hành mình gắn buji vào xong mình lạp thử nhé các bạn nhé, nó có lên điện không nhé. Giờ mình gắn buji vào rồi các bạn này, mình lạp thử là không có điện nhé các bạn nhé. Điện là cao áp nó không phóng ra buji rồi không có điện đấy các bạn nhé. Đây mình có lấy buji mới mình thay thử nhé các bạn nhé. Đây buji mới của mình đây. Mình cắm buji vào mình lạp thử nhé các bạn nhé, có điện không nhé. Đây buji thứ hai thì cũng không có điện các bạn ơi. Đây là không phải hỏng phần buji nhé các bạn nhé. Giờ mình tiến hành mình kiểm tra phần IC của xe máy nhé các bạn nhé. Mình tháo ra mình kiểm tra phần IC đây. Đây giờ mình đã tháo được phần IC đấy các bạn ạ. Đây IC của xe đây, giờ mình tháo ra mình thay IC mới nhé các bạn nhé. Mình cho IC mới của mình vào để mình kiểm tra xem thử nó có điện không các bạn ạ. Nếu mình thay phần IC mình vào có điện thì là xe này nó bị hỏng IC. Là mà không lên thì mình lại kiểm tra thêm phần khác nhé các bạn nhé. Giờ mình kiểm tra phần điện trước mà nó không lên thì là mình lại đây giờ mình gắn buji vào xong là mình lạp thử nhé các bạn nhé, có lên điện không. Đây các bạn nhìn rõ không, mình thay IC mới vào là xe đã lên điện nhé các bạn nhé. Mày tốt đấy, xe đã có điện rồi. Mày IC hả? Rồi là mình tiến hành mình lắp vào xong mình lạp nổ thử nhé các bạn nhé, xe có nổ được không.
bay thôi có bay thôi em kiếm đủ em cần có bay thôi lái thì xoay xí xoay xí anh thổ tại hàn nó sảng rồi bây giờ chưa đâu xoay em bay nữa xe hai đâu mới xoay không xe cuông đó bác xe là mình thử à diện xe không xe thế mình khí bác xe hai thì không nào xe gì đâu xe không nào gì hơn tụi nó những xe rồi khí hơn này bao ấy sao mà bật tạm vậy anh mà trả luôn luôn ông ấy khí ý anh phải có khí anh vẫn đột viên này vẫn phải sẵn chứ là nhưng mà phải có sống chiều ấy mới khí không có sẵn mới xe kia xe gì xe hai đó anh xe sót cả xe hai nữa còn xe hai nó cũng phải đẹp đổ nổ cái này mà anh này cậu mấy con cậu xé hai xé thì má mới được bánh ế thế nó các phi thảo điểm hay xé thúng nó má bánh ế mà bé điều nữa quê chưa xé được đứng được chưa thời gian kín thì ông ấy không bỏ được luôn khí có nên nó khí cái này và trả cái này được nhiêu mẫu cũng bằng đấy mà giận mà tả cái nám luôn đấy, cái giận luôn á, công ty mà, tải xe đó mình bay xe cái đó, bay đó mình gặp thú hình, anh tết anh vừa là vừa giết vía vừa ăn nước em biết ăn thứ ba, hạ chưa thôi, vừa hạ chưa rồi biết khẩu nông, đầu chút nước mỡ. Bất thành phải hết nó rúa nào bất thành á? Phải á phải hết á. Bất thành trang cá phải phun á, phun được con á, cá bón phun được con. Ừ, và thành trang hát về khá nữa. Ai phương hát về khá nữa. Ở hai mà hát này. Thế này tới anh con phải tới 6 năm, phải hiện quân lên. Phải cứ ôm phả nó. Phun lại sẽ có mỏ. Giờ là mình gắn vô di vào thì mình... lọc lổ thử nhé các bạn nhé. Không mỏ có ngăn khó mỏ sao ra. Xem mà xe nó có lổ được không nhé. Đá bên 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 đờ thay vừa. Nó ngại mà ăn bên ép không nó ép không nó hở răng mưa liều hơi. Con nào mình chưa dám mà kịp bấm thôi này. Không biết con nữa nó. Không biết con nữa. Còn phải tay áo phải nó hút con nó bên dưới anh thôi mà với anh có phiền không à? Sợ đúng không cả nó đâu. Đúng không cả nó không nhiều. Mất này mất tiền sao tiền mất tiền sao bên thế hả con sao bên hết luôn à? Chúng cần mất bẹt cả mất rồi chúng cần không mất này mang. Kiểu phí nữa con à. Giữa anh cái phương ăn nó không cần chúa con à. Nó giữa anh có phí mà nó làm được thể quá nổ. Rồi mình lắp xong đây giờ mình lắp nổ nhé con nhé. Nó bé sẽ ai nằm mà thử. Có lắng cái phí không biết không. À phí nó phí về dưới hở diện. Xe nó đổ được xe nó bị hỏng IC nhé các bạn nhé. Giờ mình thay IC mới cho khách rồi, rồi mình lắp vào hoàn thiện hết xe rồi, rồi mình trả xe cho khách rồi. Thì video mình cũng xin kết thúc lại đây. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình để mình có động lực làm video mới nhé các bạn nhé.